Nghiên cứu khoa học về ứng dụng của saffron trong làm đẹp. Với lịch sử hơn 3.000 năm, saffron được thế giới biết đến là một loại thảo dược quý, có nhiều giá trị cho sức khỏe và làm đẹp. Saffron được cho là có thể đem đến những hiệu quả thẩm mỹ như làm trắng da, mờ sạm nám, giảm mụn sẹo, làm se da, ngăn ngừa lão hóa. Dưới đây là một số kết quả từ các nghiên cứu về saffron đã chứng minh tính ứng dụng đa dạng và hiệu quả của nhụy hoa nghệ Tây trong việc làm đẹp. 1. Saffron có khả năng chống nắng. Nghiên cứu đăng tải năm 2010 trên tạp chí Nghiên cứu Dược phẩm Iran so sánh khả năng chống UVB giữa saffron và chất chống nắng hóa học Homosalit cho được kết quả với cùng liều lượng như nhau, chiết xuất saffron có khả năng chống UV tốt hơn Homosalit. 2. Chống oxy hóa, tiêu diệt các gốc tự do. Khả năng chống oxy hóa của saffron được cho rằng đến từ các thành phần như procrin, procetin và các chất khác. Khả năng này không chỉ được ứng dụng trong việc giữ gìn sức khỏe mà còn dùng trong việc chăm sóc sắc đẹp. Về lý thuyết, gốc tự do sẽ sinh ra quá trình phản ứng oxy hóa. Quá trình này trên da sẽ dẫn đến các vấn đề thẩm mỹ như sạm da, nám, tàn nhang, lão hóa, nếp nhăn và mụn sẹo. Là một loại thảo dược có năng lực chống oxy hóa cao, saffron có thể điều hòa tất cả những vấn đề thẩm mỹ trên. 3. Làm trắng da. Kết luận này được đưa ra sau 8 tuần sử dụng kem dưỡng chứa 3% chiết xuất saffron trên 10 tình nguyện viên, thu về kết quả làn da trắng lên đáng kể. Với năng lực ức chế tổng hợp melanin, những người thực hiện nghiên cứu đề xuất rằng saffron còn có thể hữu ích trong việc ức chế bệnh ung thư tế bào hắc tố melanoma. 4. Giảm viêm, giảm ban đỏ. Song song với nghiên cứu trên về khả năng làm trắng của saffron, nhóm nghiên cứu cũng đồng thời kiểm tra về khả năng giảm ban đỏ của loại thảo dược này. Theo đó, sau 4 đến 6 tuần, công thức kem dưỡng chứa 3% chiết xuất saffron có khả năng giảm ban đỏ tốt hơn công thức không chứa saffron. Như vậy, đã có những bằng chứng thuyết phục cho việc saffron mang lại hiệu quả cao nếu được sử dụng trong làm đẹp. Đến nay, tại Việt Nam chỉ có duy nhất saffron Việt Nam nhập khẩu chính ngạch saffron từ Iran, nơi xuất khẩu 90% sản lượng saffron trên thế giới, có chứng nhận của Bộ Y tế và được Đại sứ quán Iran Việt Nam hết lòng ủng hộ. Đây đã, đang và sẽ là một địa chỉ tin cậy với những tín đồ saffron. Saffron Việt Nam, tinh hoa sắc đẹp, huyền bí